Nhân chỗ nương là chướng ngại nên kiến lập nhân trái nhau. Vì cớ sao? Do pháp hệ thuộc dục giới sắp được sanh, nhưng hiện tiền bị chướng ngại nên chẳng được sanh. Như pháp hệ thuộc dục giới thì pháp hệ thuộc và pháp không hệ thuộc sắc giới vô sắc giới nên biết cũng vậy. Như với sanh thì được thành tựu trọn vẹn, tác dụng cũng vậy. Đó là do chỗ nương là chướng ngại đây mà kiến lập nhân trái nhau. Nhân chỗ nương là không chướng ngại nên kiến lập nhân không trái nhau. Vì cớ sao? Do pháp hệ thuộc dục giới sắp được sanh, nếu hiện tiền không gặp chướng ngại tức liền được sanh. Như pháp hệ thuộc dục giới thì pháp hệ thuộc và pháp không hệ thuộc sắc giới vô sắc giới cũng vậy. Như với sanh thì được thành tựu trọn vẹn, tác dụng cũng vậy. Đó là do chỗ nương là không chướng ngại đây mà kiến lập nhân không trái nhau. Bốn duyên. Duyên chỗ nương là trùng tử nên kiến lập nhân duyên. Duyên chỗ nương là diệt không gián đoạn nên kiến lập đẳng vô gián duyên. Duyên chỗ nương là cảnh giới nên kiến lập sở duyên duyên. Duyên chỗ nương còn lại nên kiến lập tăng thượng duyên. Năm quả. Do duyên chỗ nương là thuận theo tập khí nên kiến lập quả dị thục và quả đẳng lưu. Do duyên chỗ nương là thấy chân thật nên kiến lập quả lìa hệ buộc. Do duyên chỗ nương là sĩ dụng nên kiến lập quả sĩ dụng. Do duyên chỗ nương còn lại nên kiến lập quả tăng thượng. Lại nữa, nghĩa thuận theo tăng ích là nghĩa nhân. Nghĩa kiến lập là nghĩa duyên, nghĩa thành tựu trọn vẹn là nghĩa quả. Lại kiến lập nhân do năm chủng tướng: 1. Nhân năng sanh, 2. Nhân phương tiện, 3. Nhân cầu hữu, 4. Nhân diệt không gián đoạn, 5. Nhân diệt lâu xa. Nhân năng sanh là nhân sanh khởi, nhân phương tiện là các nhân còn lại, nhân cầu hữu là một phần của nhân nhiếp thọ như mắt đối với nhãn thức, thì các căn khác đối với thức còn lại cũng vậy. Nhân diệt không gián đoạn là nhân sanh khởi, nhân diệt lâu xa là nhân dẫn dắt. Lại kiến lập nhân có năm chủng tướng: 1. Nhân khả ái, 2. Nhân không khả ái, 3. Nhân tăng trưởng, 4. Nhân lưu truyền, 5. Nhân hoàn diệt. Lại kiến lập nhân có 7 chủng tướng, đó là: 1. Pháp vô thường là nhân, pháp không có thường năng làm nhân pháp, tức là hoặc làm nhân sanh, hoặc làm nhân được, hoặc làm nhân thành tựu, hoặc làm nhân trọn vẹn, hoặc làm nhân tác dụng. 2. Tùy pháp vô thường làm nhân của pháp vô thường, nhưng cũng cùng tánh khác làm nhân, cũng cùng tự tánh sau làm nhân, chẳng phải tức ngay sát na đây. 3. Tùy cùng tánh khác làm nhân và cùng với tự tánh sau làm nhân, nhưng đã sanh chưa diệt, mới năng làm nhân, chưa thể chưa sanh đã diệt. 4. Tùy đã sanh chưa diệt, nhưng được duyên khác mới năng làm nhân, không thể không được duyên khác. 5. Tùy được duyên khác nhưng biến hoại thay đổi thành khác mới năng làm nhân, chẳng thể chưa thay đổi biến khác. 6. Tùy thay đổi biến khác nhưng phải cùng công năng tương ưng mới năng làm nhân, chẳng thể mất công năng. 7. Tùy cùng công năng tương ưng nhưng phải tương xứng tương thuận mới năng làm nhân, chẳng thể chẳng tương xứng tương thuận. Do bảy chủng tướng như vậy, tùy theo chỗ thích hợp mà kiến lập các nhân. B. Dùng tướng để thi thiết kiến lập ba địa. Út Đà Nam nói: thể sở duyên hành tướng, đẳng khởi cùng sai biệt, quyết trạch và lưu truyền, nên biết được biện tướng. Nên biết tướng đây được có 7 chủng: 1. Thể tánh, 2. Sở duyên, 3. Hành tướng, 4. Đẳng khởi, 5. Sai biệt, 6. Quyết trạch, 7. Lưu truyền. 1. Tầm tứ thể tánh, nếu không tìm tòi so lường sâu sở duyên thì tư làm thể tánh, nếu tìm tòi so lường sâu sở duyên thì tuệ là thể tánh. 2. Tầm tứ sở duyên, tức là nghĩa đương danh thân, cố thân, văn thân làm sở duyên. 3. Tầm tứ hành tướng, tức là nếu ở nơi sở duyên đây tìm cầu hành tướng là tầm, nếu ở nơi sở duyên đây tứ sát hành tướng là tứ. 4. Tầm tứ đẳng khởi, tức là phát khởi lời nói. 5. Tầm tứ sai biệt có 7 chủng, bao gồm hữu tướng, vô tướng cho đến không nhiễm ô như trước đã nói. 6. Tầm tứ quyết trạch. Hỏi: nếu tầm tứ tức là phân biệt chăng? Giả sử phân biệt tức là tầm tứ chăng? Đáp: các tầm tứ ắt là phân biệt, nhưng có phân biệt chẳng phải là tầm tứ, đó là trí xuất thế. Còn lại tất cả tâm tâm pháp trong tam giới đều là phân biệt mà chẳng phải tầm tứ. 7. Tầm tứ lưu truyền, tầm tứ về địa cục, tức là tầm tứ như vậy: hành những gì, xúc cái gì, dẫn cái gì, tương ương cái gì, cầu cái gì, nghiệp gì chuyển. Như tầm tứ về địa ngục thì tầm tứ về bàng sanh, ngạ quỷ, người, trời, dục giới, trời sinh tĩnh lự địa cũng vậy. Tức là tầm tứ hành những gì, xúc cái gì, dẫn cái gì, tương ương cái gì, cầu cái gì, nghiệp gì chuyển. Tầm tứ địa ngục ở xứ đây chỉ hành buồn bã, xúc cảnh chẳng vui thích, dẫn phát khổ, tương ứng cùng hưu, thường cầu giải thoát, nghiệp tâm phiền nhiễu chuyển. Tầm tứ ngạ quỷ,
như tầm tứ địa ngục, một hướng thọ khổ, tầm tứ bàng sanh, loài người đại lực quỷ và xứ đầy phần nhiều hành buồn bã, phần ít hành vui sướng, phần nhiều xúc cảnh chẳng yêu thích, phần ít xúc cảnh yêu thích, phần nhiều dẫn khổ, phần ít dẫn vui, phần nhiều tương ưng yêu, phần ít tương ưng hỉ, phần nhiều cầu thoát khổ, phần ít cầu gặp vui, nghiệp tâm phiền nhiễu chuyển tầm tứ chư thiên dục giới, và xứ đây phần nhiều hành vui vẻ, phần ít hành buồn bã, phần nhiều xúc cảnh yêu thích, phần ít xúc cảnh không yêu thích, phần nhiều dẫn vui, phần ít dẫn khổ, phần nhiều tương ưng hỉ, phần ít tương ưng yêu, phần nhiều cầu gặp vui, phần ít cầu thoát khổ, nghiệp tâm phiền nhiễu chuyển tầm tứ của trời sinh, của trời sơ tịnh lự địa. Ở xứ đây một hướng hành vui vẻ, một hướng xúc cảnh giới yêu thích bên trong, một hướng dẫn vui, một hướng tương ưng hỉ, chỉ cầu không lìa vui, không có nghiệp tâm phiền nhiễu chuyển. C. Dùng như lý tác ý để thi thiết kiến lập bà địa. Ốt Đà Nam nói: ý xứ cùng với sự cầu thọ dụng, chánh hành, hai tư lương bồ đề phương tiện đến bờ kia, nên biết kiến lập được có tám tướng: một do ý xứ, hai sự, ba cầu, bốn thọ dụng, năm chánh hành, sáu phương tiện tư lương thanh văn thừa, bảy phương tiện tư lương độc giác thừa, tám phương tiện dẫn phát bà la mật đa. Một tầm tứ như lý tác ý tương ưng y xứ có sáu chủng y xứ: một thời quyết định, hai thời ngừng nghỉ, ba thời tạo tác nghiệp, bốn thời ly dục thế gian, năm thời ly dục xuất thế gian, sáu thời nhiêu ích hữu tình. Hai tầm tứ như lý tác ý tương ưng sự có tám chủng sự: một thành tựu phước do tác dụng của sự bố thí, hai thành tựu phước do tác dụng của sự trì giới, ba thành tựu phước do tác dụng của sự tu, bốn thành tựu phước do tác dụng của sự nghe, năm thành tựu phước do tác dụng của sự tư, sáu thành tựu các sự tu còn lại, bảy thành tựu sự chọn lựa phân biệt, tám thành tựu sự nhiếp hộ nhiếp ích hữu tình. Ba tầm tứ như lý tác ý tương ưng cầu, như có người dùng như pháp và không hung bạo, mà tìm cầu tài vật không dùng phi pháp và hung bạo. Bốn tầm tứ như lý tác ý tương ưng thọ dụng, như có người tìm cầu tiền của đã được nhưng chẳng nhiễm chẳng trụ, chẳng đắm chẳng buộc, chẳng buồn chẳng trước, cũng chẳng giữ gìn, thấy sâu quá hoạn, biết rõ ra vỉa, ra khỏi mà thọ dụng. 5. Tầm tứ như lý tác ý tương ứng chánh hạnh, như có người rõ biết cha mẹ sa môn bà la môn và bậc trưởng thượng là những người đáng cùng kính cúng dường lợi ích thừa sự đối với tội đã gây ra trong đời này đời sau, thấy lo sợ lớn nên làm phước hành thí thọ trai chỉ giới. 6. Phương tiện tư lương thành văn thừa, đây sẽ rộng thuyết trong thành văn địa. 7. Phương tiện tư lương độc giác thừa, đây sẽ rộng thuyết trong độc giác địa. 8. Phương tiện dẫn pháp bát nhã ba la mật đa, đây sẽ rộng thuyết trong bồ tát địa. Lại nữa, thí chủ có 4 chủng tướng: 1. Có vui muốn, 2. Không phe phái, 3. Trừ thiếu thốn, 4. Đủ tránh trí. Người đầy đủ thì là cũng có 4 tướng: 1. Có vui muốn, 2. Kết cầu đỏ, 3. Không hiện hành, 4. Đủ tránh trí. Bậc thành tựu tu cũng có 4 tướng: 1. Dục giải thanh tịnh, 2. Dẫn nhiếp thanh tịnh, 3. Thắng giải định thanh tịnh, 4. Trí thanh tịnh. Lại người thọ thí có 6 chủng: 1. Do thọ học mà thọ thí, 2. Do nuôi sống thân mạng mà thọ thí, 3. Do nghèo thiếu mà thọ thí, 4. Do buông xả mà thọ thí, 5. Do ràng buộc mà thọ thí, 6. Do đắm trước mà thọ thí. Lại nữa có 8 chủng tổn não: 1. Tổn não do đói, 2. Tổn não do khát, 3. Tổn não do thức ăn thô, 4. Tổn não do mệt mỏi, 5. Tổn não do lạnh, 6. Tổn não do nóng, 7. Tổn não do chướng ngăn che, 8. Tổn não do chướng không ngăn che. Lại có 6 chủng tổn não: 1. Cầu sanh, 2. Điều mong muốn mà bị thiếu thốn, 3. Bức thiết, 4. Thời tiết thay đổi, 5. Dòng chảy lậu, 6. Buông bỏ sự nghiệp. Lại có 6 chủng nhiếp ích: 1. Giữ gìn nhiếp ích, 2. Dũng kiện không tổn nhiếp ích, 3. Che chở hộ trì nhiếp ích, 4. Hương xoa nhiếp ích, 5. Y phục nhiếp ích, 6. Cộng chú nhiếp ích. Lại có 4 chủng tướng không phải bạn lành: 1. Không bỏ tâm oán giận, 2. Kia không có sự yêu quý, 3. Thấy hết được, thấy bạn được yêu thương liền tìm cách ngăn cản, 4. Dẫn dắt những việc chẳng nên làm, trái với tướng đây là 4 tướng bạn lành. Lại có 3 chủng dẫn nhiếp: 1. Dẫn nhiếp vật dụng nơi thân, 2. Dẫn nhiếp có hỷ lạc, 3. Dẫn nhiếp lìa hỷ lạc. Lại có 4 chủng cung cấp hầu hạ: 1. Cung cấp hầu hạ người không quen biết, 2. Cung cấp hầu hạ các thần hữu, 3. Cung cấp hầu hạ các bậc đáng tôn trọng,
bốn cung cấp hầu hạ các bậc đủ phước huệ. Do bốn chủng cung cấp hầu hạ đây nương bốn xứ nên thành tựu được năm quả. Những gì là bốn xứ? Một xứ không nhiếp thọ, hai xứ không sầm não, ba xứ cần nên cúng dường, bốn xứ đồng phận tùy chuyển. Nương bốn xứ đây năng chiêu cảm năm quả. Một chiêu cảm giàu có lớn, hai tiếng khen chuyển khắp, ba tỉa các phiền não, bốn trường đắc niết bàn, năm đến các xứ thiện. Lại bậc thông tuệ có ba chủng tướng thông tuệ: một ở nơi việc thiện thọ hành, hai ở nơi việc thiện đã được quyết chắc, ba ở nơi việc thiện đã được kiên cố bền chắc. Lại có ba tướng thông tuệ: một thọ học tăng thượng giới, hai thọ học tăng thượng tâm, ba thọ học tăng thượng tuệ. Quyển 6 thứ 3 có tầm có tứ địa, thứ 4 không tầm chỉ có tứ địa, thứ 5 không tầm không tứ địa. Phần 3. D. Dùng không như lý tác ý để thi thiết kiến lập ba địa. Ốt Đà Nam nói: chấp trong nhân có quả, hiển rõ có khứ lai, ngã thường nhân trước làm, tự tại thầy hại pháp, biên không biên kiểu lạ, chấp không nhân đoạn không, tối thắng tịnh kết tưởng, do 16 dị luận. Do 16 chủng dị luận sai biệt hiển rõ không như lý tác ý. Những gì là 16? Một luận trong nhân có quả, hai luận từ duyên mà được hiển rõ, ba luận thật có quá khứ vị lai, bốn luận kế chấp ngã, năm luận kế chấp thường, sáu luận nhân tạo làm từ trước, bảy luận kế chấp tự tại thiên là đấng sáng tạo ra thế giới, tám luận giết hại là chánh pháp, chín luận có biên không biên, 10 luận kiểu loạn bất tử, 11 luận kiến vô nhân, 12 luận đoạn kiến, 13 luận không kiến, 14 luận vọng kế chấp tối thắng, 15 luận vọng kế chấp thành tịnh, 16 luận vọng kế chấp kiết tưởng. Một phái luận trong nhân có quả như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy: thường thường thời, hằng hằng thời ở trong các nhân có đủ tánh quả. Đây do hai nhóm ngoại đạo đã tạo ra kế chấp như thế. Hỏi nhân duyên nào các ngoại đạo kia khởi kiến như thế, lập luận như thế, kế chấp trong nhân có đủ tánh quả? Đáp: do giáo và lý. Giáo tức là người thầy đi trước của các ngoại đạo đã tạo ra giáo tạo hiển thị trong nhân trước có tánh quả. Người nghe theo thọ học giáo này lại chuyển trao đến này. Lý như có Sa môn hoặc Bà la môn, có tánh tầm tư, có tánh quán sát, trụ địa tầm tư, trụ địa tự biện, trụ địa dị sanh, trụ địa tùy tư duy quán sát hành, kia tác nghĩ như vậy. Nếu từ tánh kia, tánh đây được sanh, tất cả thế gian cùng biết cùng lập kia là nhân của đây, chẳng phải cái khác lập nên. Lại tìm cầu quả, chỉ lấy nhân đây, chẳng phải cái khác. Lại tức ở nhân kia gia công tạo làm các việc mong cầu, chẳng phải cái khác. Nếu quả kia tức từ kia sanh, chẳng từ cái khác sanh, cho nên trong nhân đã có quả kia. Nếu chẳng phải vậy, nên lập tất cả là tất cả nhân. Vì tìm cầu một quả nên lấy tất cả, nên ở tất cả gia công tạo làm, nên từ tất cả quả sanh. Như vậy vì thi thiết, vì cầu lấy, vì làm tạo quyết định, vì sanh mà kẻ kia thấy trong nhân thường có tánh quả. Bây giờ nên gạn hỏi kia: ông muốn thế nào? Gì là tướng nhân, gì là tướng quả? Hai tướng nhân và quả là khác hay không khác? Nếu tướng không khác, tức là không có hai chủng nhân quả phân định rõ ràng. Vì hai chủng nhân và quả không khác nhau mà ông nói trong nhân có quả thì không đúng đạo lý. Nếu tướng có khác, ý ông thế nào? Trong nhân có tánh quả, tánh quả đây là tướng chưa sanh hay là tướng đã sanh? Nếu là tướng chưa sanh thì ở trong nhân đây do quả chưa sanh mà nói là có thì không đúng đạo lý. Nếu là tướng đã sanh, tức thể quả đã sanh, lại từ nhân sanh thì không đúng đạo lý. Cho nên trong nhân chẳng phải trước đã có quả, nhưng cần yếu phải có nhân đợi duyên mới sanh quả. Lại pháp có tướng, ở trong pháp có tướng do năm chủng tướng mới có thể biết: một ở nơi chốn nên có thể biết như nước trong lu, hai ở nơi sở y nên có thể biết như nhãn thức trong mắt, ba tức do tự tướng nên có thể biết như do tự thể, chẳng do so lường, bốn tức do tự tạo tác nghiệp mà có thể biết, năm do nhân biến đổi mà quả thành biến đổi, hoặc do duyên biến đổi mà quả thành biến đổi. Cho nên ngoại đạo kia nói thường thường thời, hằng hằng thời trong nhân có quả không đúng đạo lý. Do nhân duyên đây nên sự lập luận của kia là không như lý. Tóm lại, vì tướng không khác, vì tướng khác, vì tướng chưa sanh, vì tướng đã sanh, nên biết luận trong nhân có quả đều không đúng đạo lý. Hai phái luận từ duyên mà được hiển rõ như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy,
Tất cả các pháp bản tánh là có từ các duyên mà được hiển rõ, chẳng phải từ duyên mà sanh. Đây là kẻ luận trong nhân trước có quả và kẻ luận tướng âm thanh đã kế chấp như thế. Hỏi: nhân duyên nào kẻ luận trong nhân có quả thấy trong các nhân trước có tánh quả từ các duyên mà được hiển rõ? Đáp: do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lý như người có tánh tầm tư, có tánh quan sát như trước đã giọng nói. Kia suy nghĩ như vậy: quả trước là có, lại từ nhân mà sanh, thì chẳng phải đạo lý, nhưng không thể không dụng công mà có thành, có quả thành. Lại vì duyên gì mà dụng công, há chẳng phải chỉ vì hiển rõ quả ư? Kia vọng phân biệt như vậy rồi lập nên luận hiển rõ. Bây giờ nên gạn hỏi kia: ông muốn thế nào, là không có chướng duyên mà có chướng ngại, hay là có chướng duyên? Nếu không chướng duyên mà có chướng ngại, tức là không duyên chướng ngại mà có chướng ngại, thì không đúng đạo lý. Nếu có chướng duyên mà bị chướng ngại, thì quả thuộc nhân, cớ sao quả bị chướng ngại mà nhân không bị chướng ngại? Bởi lẽ nhân và quả cùng có vậy, cho nên đây không đúng đạo lý. Thế như bóng tối làm tối nước trong bình thì cũng làm tối bình vậy. Nếu nói có chướng duyên cũng chướng cả nhân, thì lẽ phải hiển nhân quả đều bị chướng, mà chỉ hiển trong nhân trước có tánh quả, không hiển nhân quả đều bị chướng, nên đây không đúng đạo lý. Lại hỏi kia rằng: vì tánh có là chướng duyên, hay tánh quả là chướng duyên? Nếu tánh có là chướng duyên, mà chính tánh có đây lại thường không hiển rõ, nên đây không đúng đạo lý. Nhân cũng là có, sao không là chướng duyên? Nếu nói tánh quả là chướng duyên, vậy thì một pháp vừa là nhân cũng vừa là quả, như mầm là quả của hạt giống cũng là nhân của thân. Vậy thì một pháp cũng vừa hiển cũng vừa không hiển, cho nên đây không đúng đạo lý. Lại nay hỏi ông, tùy ý ông đáp: pháp gốc và hiển là khác hay không khác? Nếu không khác, tức pháp lẽ thường hiển, hiển rồi lại hiển thì không đúng đạo lý. Nếu nói khác, thì hiển kia là không nhân hay là có nhân? Nếu nói không nhân, không nhân mà hiển thì không đúng đạo lý. Nếu nói có nhân thì tánh quả có thể hiển, chẳng phải tánh nhân. Lấy nhân chẳng hiển mà lại năng hiển đối với quả thì không đúng đạo lý. Tóm lại, vì không chứng duyên, vì có chứng duyên, vì tướng có, vì tướng quả, vì hiển không khác, vì hiển khác, nên biết luận từ duyên mà hiển rõ đều không đúng đạo lý. Cho nên ông nói, nếu tánh pháp không, tức là không tướng, nếu tánh pháp có, tức là có tướng. Tánh nếu là không chẳng thể hiển rõ, tánh nếu là có mới có thể hiển rõ, thì không đúng đạo lý. Này ta sẽ thuyết, tùy là có mà không thể nắm lấy tướng, đó là do có mà ở xa, nên tùy có mà không thể nắm lấy. Lại do bốn chủng chướng nhân ngăn che nên không thể nắm lấy. Lại do cực vi tế nên không thể nắm lấy. Hoặc do tâm tán loạn nên không thể nắm lấy. Hoặc do căn bị tổn hoại nên không thể nắm lấy. Hoặc chưa đắc trí tương ương kia nên không thể nắm lấy. Như luận nhân quả hiển rõ không đúng đạo lý, nên biết luận tướng âm thanh cũng không đúng đạo lý. Nhưng trong đây có sự sai khác ở chỗ luận sư ngoại âm thanh khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Tiếng âm thanh thường trụ không sanh không diệt, nhưng do phát ra mới được hiển rõ, cho nên luận đây cũng như luận hiển rõ đều không đúng đạo lý. Ba phái luận thật có quá khứ vị lai. Như có Sa Môn hoặc Bà La Môn đối với kinh mà Như Lai thuyết, vì không tránh tư duy nên khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Có quá khứ, có vị lai, tướng thành tựu giống như hiện tại, đây là thật có chẳng phải giả. Hỏi: nhân duyên nào kia khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp: do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lại đối với kinh mà Như Lai thuyết, không như lý phân biệt. Như trong kinh nói, tất cả có, tức 12 xứ. 12 xứ đây thật tướng là có. Lại Đức Bảo Giả Phạm thuyết, có nghiệp quá khứ. Lại thuyết, có sắc quá khứ, có sắc vị lai. Như sắc thì từ thọ, nói rộng cho đến thức cũng vậy. Lý như có Sa Môn hoặc Bà La Môn, có tánh tầm tư, có tánh quan sát, nói rộng như trước. Kìa suy nghĩ như vậy, nếu pháp tự tướng an trụ, pháp đây chân thật là có. Nhưng pháp đây nếu hư vị lai không, bấy giờ lẽ chưa thọ tướng. Pháp đây nếu quá khứ không, bấy giờ lẽ phải mất tự tướng. Nếu như vậy thì tự tướng các pháp lẽ không thành tựu. Lý đây cũng chẳng phải chân thật, cho nên không đúng lý. Do tư duy đầy nên kia lại khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Tánh tướng quá khứ vị lai là thật có. Bây giờ nên gọi hỏi kia, ông muốn thế nào, tướng quá khứ vị lai và tướng hiện tại là một hay là khác? Nếu nói là một tướng thì kiến lập tướng ba đời không đúng đạo lý. Nếu nói là khác tướng thì tánh tướng thật có không đúng đạo lý. Lại ông nên nói ý muốn của mình rơi vào pháp ba đời là tướng thường hay là tướng vô thường.
Nếu tướng thường thì rơi vào ba đời không đúng đạo lý, nếu tướng vô thường mà ở trong ba đời hằng là thật có thì không đúng đạo lý. Lại, nay ta hỏi ông tùy ý ông đáp, đó là kế chấp pháp vị lai đến đời hiện tại ư? Đó là do vị lai chết rồi ở hiện tại sanh ư? Đó là pháp trụ vị lai làm duyên sanh hiện tại ư? Đó là trước không nghiệp nay có nghiệp ư? Đó là trước tướng không viên mãn nay tướng viên mãn ư? Đó là trước tướng khác nay tướng khác ư? Đó là ở nơi vị lai có phần hiện tại ư? Nếu nói pháp vị lai đến hiện tại, tức để có phương hướng nơi chốn, lại cùng hiện tại không có sự sai khác, lại lẽ là thường, nên không đúng đạo lý. Nếu nói pháp vị lai chết rồi sanh hiện tại, tức là vị lai không sanh ở hiện nay, pháp đời hiện tại xưa không có mà nay sanh, lại vị lai chưa sanh mà nói chết, tất cả điều trên đều không đúng đạo lý. Nếu nói pháp trụ vị lai lấy kia làm duyên sanh hiện tại, thì pháp kia lẽ là thường, lại lẽ trước không mà nay sanh. Không phải pháp vị lai sanh cho nên không đúng đạo lý, nếu trước không nghiệp dụng mà nay có nghiệp dụng, tức là trước không mà nay có, liền có quá thất như trước đã nói, nên không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào, nghiệp dụng đây và pháp gốc kia là có khác tướng hay không khác tướng? Nếu có tướng khác, tức là tướng nghiệp dụng đây không vị lai thì không đúng đạo lý. Nếu có tướng không khác, tức là pháp xưa không nghiệp dụng mà nay có nghiệp dụng thì không đúng đạo lý. Như không nghiệp dụng có lỗi như vậy thì tướng viên mãn, tướng khác, tướng vị lai có phần hiện tại nên biết cũng vậy. Sự sai khác ở đây là có lỗi tự tánh lẫn tạp nên không đúng đạo lý. Như vị lai đến hiện tại như vậy thì hiện tại đến quá khứ tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng có các lỗi. Tức cũng như các nhân duyên đã kế chấp và các luận thuyết không đúng đạo lý đã nói ở trước. Tóm lại, vì tự tướng, vì cộng tướng, vì đến, vì chết, vì là duyên sanh, vì nghiệp, vì tướng viên mãn, vì tướng khác, vì vị lai có phần nên luận có thật thể, quá khứ vị lai đều không đúng đạo lý. Nói như vậy rồi lại có người nạn rằng, nếu quá khứ vị lai là không, tại sao duyên không mà có giác chuyển? Nếu nói duyên không mà có giác, tại sao không mắc lỗi trái lại với giáo? Như nói tất cả hữu, tức 12 xứ. Ta này hỏi ông tùy ý ông đáp, thế gian thủ cái giác không là khởi hay là không khởi? Nếu không khởi tức là năng thủ lấy vô ngã, thì sự giác biết ấy như sừng thỏ, gái, đá đều lẽ là không. Đây không đúng đạo lý. Lại đức bảo giả phạm thuyết, các thành phần của ta không xiểm như điều ta đã nói lúc tránh tu hành, nếu có biết có, nếu không biết không. Cho nên nói không khởi là không đúng đạo lý. Nếu nói khởi, ý ông thế nào, thủ cái giác không đây là tác có hành hay là tác không hành? Nếu là tác có hành thì thủ cái giác không đây, mà tác có hành thì không đúng đạo lý. Nếu tác không hành, ý ông thế nào? Cái giác không hành này là duyên sự có mà chuyển, hay là duyên sự không mà chuyển? Nếu duyên sự có mà chuyển, tức là giác của không hành đây, mà duyên sự có chuyển thì không đúng đạo lý. Nếu duyên sự không mà chuyển, tức là không duyên không giác, thì không đúng đạo lý. Lại tùy thuyết rằng tất cả hữu, tức 12 xứ. Nhưng ở nơi pháp có mật ý thuyết có tướng có, ở nơi pháp không mật ý thuyết có tướng không. Vì sao? Nếu pháp có tướng năng giữ tướng có, nếu pháp không tướng năng giữ tướng không, cho nên đều gọi là pháp, đều gọi là có. Nếu khác đây, các bậc tu hành chỉ biết ở nơi có mà chẳng biết ở nơi không, nên không phải là quán pháp sở tri không gián đoạn, đây không đúng đạo lý. Lại tùy thuyết rằng có nghiệp quá khứ, do nghiệp đây mà các hữu tình thọ nhận, thọ có tổn hại, thọ nhận thọ không tổn hại. Đây cũng nương tập khí kia mà mật ý giả nói là có, tức là ở trong các hành từng có nghiệp tịnh bất tịnh hoặc sanh hoặc diệt, do nhân duyên đầy các hành kia hoặc hơn hoặc khác tương tục mà chuyển. Đây gọi là tập khí, do tương tục nhất lấy tập khí đây mà quả yêu thích không yêu thích sanh, cho nên ta không có gì trái vượt, còn ông không đúng đạo lý. Lại tùy thuyết rằng có sắc quá khứ, có sắc vị lai, có sắc hiện tại, như thế cho đến thức cũng vậy. Đây cũng nương ba chủng hành tướng là tướng nhân, tự tướng và tướng quả nên mật ý thuyết. Vì nương tướng nhân nên mật ý thuyết có vị lai, vì nương tự tướng nên mật ý thuyết có hiện tại, vì nương tướng quả nên mật ý thuyết có quá khứ, cho nên không có sự trái vượt. Lại chẳng nên nói quá khứ vị lai là tướng thật có, vì cớ sao? Nên biết vị lai có 12 chủng tướng, một tướng nhân được hiện bày, hai tướng thể chưa sanh, ba tướng chờ đợi các duyên, bốn tướng chủng lại đã sanh, năm tướng pháp có thể sanh, sáu tướng pháp không thể sanh, bảy tướng tạp nhiễm chưa sanh, tám tướng thanh tịnh chưa sanh, chín tướng nên tìm cầu, mười tướng chẳng nên tìm cầu,
11 tướng nên quan sát, 12 tướng chẳng nên quan sát. Nên với hiện tại cũng có 12 chủng tướng, 1 tướng quả được hiện bày, 2 tướng thẻ đã sanh, 3 tướng các duyên gặp gỡ tụ hội, 4 tướng chủng lại đã sanh, 5 tướng một sát na, 6 tướng pháp không sanh trở lại, 7 tướng hiện tạp nhiễm, 8 tướng hiện thanh tịnh, 9 tướng có thể hỷ lạc, 10 tướng không thể hỷ lạc, 11 tướng nên quan sát, 12 tướng không nên quan sát. Nên biết quá khứ cũng có 12 chủng tướng, 1 tướng nhân đã qua, 2 tướng duyên đã qua, 3 tướng quả đã qua, 4 tướng thể đã hoại, 5 tướng chủng loại đã diệt, 6 tướng pháp không sanh trở lại, 7 tướng tạp nhiễm ngừng dứt, 8 tướng thanh tịnh ngừng dứt, 9 tướng nên đoái luyến, 10 tướng không nên đoái luyến, 11 tướng nên quan sát, 12 tướng không nên quan sát. 4 phải luận kế chấp ngã. Như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, có ngã tác đọa mạng sanh, có dưỡng dục số thủ thủ như vậy, hết thảy các đạo lý lẽ thật thường trụ, đây là các ngoại đạo đã kế chấp như vậy. Hỏi: cớ sao các ngoại đạo kia khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp: do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lý như có Sa môn hoặc Bà la môn có tánh tầm tư, có tánh quan sát như trước nói rộng. Do hải nhân: một, vì không tư duy hiểu biết, vội cho là có hiểu biết tác đọa. Hai, vì trước đã có sự tư duy hiểu biết mà có được sự tạo làm, kia suy nghĩ như vậy, nếu không có ngã thì khi thấy năm sự việc không nên khởi năm hiểu biết có ngã. Một, khi thấy hình sắc rồi chỉ nên khởi ở nơi hiểu biết hình sắc, không nên khởi ở nơi hiểu biết tác đọa. Hai, khi thấy hành thuận theo khổ vui rồi chỉ nên khởi ở nơi hiểu biết thọ, không nên khởi ở nơi hiểu biết tác đọa thủ thắng hay hạ liệt. Ba, khi thấy hành tương ưng lập danh giả danh rồi chỉ nên khởi ở nơi hiểu biết tưởng, không nên khởi ở nơi hiểu biết tác đọa sát đế lợi Bà la môn, phệ xá thủ Đà la, Phật trao cho đức tính khác nhau. 4. Khi thấy các hành tương ưng tịnh bất tịnh rồi chỉ nên khởi ở nơi hiểu biết hành, không nên khởi ở nơi hiểu biết tác đọa người ngu người trí. 5. Khi thấy tùy theo từng cảnh giới ý thức chuyển rồi chỉ nên khởi ở nơi hiểu biết tâm, không nên khởi ở nơi hiểu biết tác đọa ta đang thấy tất cả. Do trước không tư duy hiểu biết như vậy nên ở nơi năm sự việc trên cho là năm chủng hiểu biết của tát đoạ, không thể hiểu biết đó chỉ là các hành, cho nên ngoại đạo kia trước không tư duy hiểu biết, thấy các sự việc rồi liền khởi có hiểu biết tát đoạ, do vậy mà kẻ kia cho là nhất định biết có thật ngã. Lại có kẻ tư duy như vậy, nếu không có ngã chẳng thể ở trong các hành trước khởi tư duy hiểu biết mà có được sự tạo làm, như ta dùng mắt sẽ thấy các sắc, đang thấy các sắc, đã thấy các sắc hoặc lại khởi tâm, ta sẽ không thấy. Khi thể tác dụng như vậy đều do có hiểu biết ngã hành làm tiền dẫn. Như ở nơi mắt thấy thì ở nơi tai mũi lưỡi thân ý nên biết cũng vậy. Lại đối với việc tạo tác các nghiệp thiện, dừng dứt các nghiệp thiện, hay đối với việc tạo tác nghiệp bất thiện, dừng dứt nghiệp bất thiện, tất cả đều do suy nghĩ hiểu biết làm tiền dẫn mới có được tác dụng. Chẳng thể chỉ ở nơi các hành mà được hết thể tác dụng như vậy thì không đúng đạo lý. Do tư duy hiểu biết như vậy nên nói có ngã. Này xin hỏi ông tùy ý ông đáp, tức ở nơi các sự việc trông thấy mà khởi hiểu biết tát đoạ, hay khác với các sự việc trông thấy mà khởi hiểu biết tát đoạ? Nếu ở nơi các sự việc trông thấy mà khởi hiểu biết tát đoạ, vậy ông không nên nói ở nơi sắc kế chấp có tát đoạ, kế chấp có ngã. Đây thật là hiểu biết điên đảo. Nếu khác với các sự việc trông thấy mà khởi hiểu biết tát đoạ, tức là hoặc khởi ta có hình dáng kích thước, hoặc khởi có hơn kém, hoặc khởi sắc đến lợi, hoặc khởi ngu trí, hoặc khởi năng thủ cảnh giới sắc kia, thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào, chỉ do tự thể pháp đây mà khởi hiểu biết tác đọa, hay cũng do thể pháp khác mà khởi hiểu biết tác đọa? Nếu chỉ do tự thể pháp đây mà khởi hiểu biết tác đọa, thì ở nơi những điều trông thấy khởi hiểu biết ngã kia, không nên cho đó là hiểu biết điệt đảo. Nếu do thể khác mà khởi hiểu biết tác đọa, tức là tất cả cảnh giới, mỗi một là nhân hiểu biết của tất cả cảnh giới, đây không đúng đạo lý. Lại, ông muốn thế nào đối với vô tình số hiểu biết là hữu tình? Đối với hữu tình số hiểu biết là vô tình. Đối với hữu tình số còn lại, hiểu biết hữu tình còn lại, có khởi như thế hay là không khởi như thế? Nếu có khởi, tức vô tình lẽ là hữu tình lẽ là vô tình, hữu tình còn lại lẽ là hữu tình còn lại. Đây không đúng đạo lý.